Ngày 2, Đức Mẹ Eminent. Tôi luôn luôn nghĩ về thiên đàng như một chốn nhàn nhã. Thế nhưng, phải chăng Thánh Trẻ Teresa đã không nói rằng thiên đàng là nơi Ngài làm việc vì chúng ta hay sao? Quả vậy, có thể đúng như vậy trong trường hợp Mẹ Chí Thánh, bởi vì tất cả chúng ta, kể cả các linh hồn luyện ngục, đều là những người con tốt phúc của Mẹ. Hôm nay là một ngày lễ của Mẹ Chí Thánh. Ai yêu thương con cái cho bằng người mẹ tốt lành? Ai ân cần chăm chút cho các con cái trong luyện ngục cho bằng Mẹ Maria? Và nếu có thể thì tình yêu Mẹ Maria nhất định sẽ gia tăng hơn nữa khi nhìn thấy các con cái của Mẹ biết yêu thương nhau. Vậy trong cầu nguyện và hy sinh, chúng ta hãy nhớ đến các linh hồn luyện ngục là anh chị em của chúng ta, vì tất cả đều là con cái của Mẹ Maria. Chúng ta chắc chắn sẽ được âu yếm trong vòng tay từ mẫu của Mẹ. Và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Linh mục William Borg.